Ngay sau khi báo đưa Vicoloclip về hệ thống với nhan đề là hệ thống bất cập về hệ thống biển báo giao thông tại cây xăng 74 đường Ngọc Hồi về hệ thờ 3 hệ biểu móc một chiều gây làm cho lái xe tham gia giao thông trên tuyến đấy là có khó khăn nhất định trong vấn đề che khuất tầm nhìn biển báo và các lực lượng chức năng xử lý như vậy. Thì sau khi báo chí phản hồi thì đơn vị với chức năng thẩm quyền được giao thì đơn vị đã cử tổ công tác xuống kiểm tra ngay hiện trường để xem xét cái vấn đề mà báo đã đưa. Thì qua kiểm tra thực tế trên 500 m chiều dài ở gần cây xăng 74 thì đặc điểm của cái tuyến đường mà báo chí đã phản ánh là tuyến đường liên quan giữa tuyến đường vừa thi công và lại vừa khai thác và nằm trong dự án cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 1A đường Ngọc Hồi. Và đấy là gian xen giữa khu vực đang cưỡng chế giải tỏa mở rộng đường để đền bù giãn dân, ở đấy là phần đất chưa để đền bù giãn dân. Khi người ta tuyến mở đường đấy thì theo hướng từ Ngọc Hồi lên là cái đường là cái đường của Ngọc Hồi đi lên là đường điểm thắt nút. Khi hướng xe đi từ dưới Ngọc Hồi lên lại giao giữa đường cũ chưa mở rộng và đường mới mở rộng, cho nên là cái góc cua đấy là có phần hạn chế về tầm nhìn. Qua khảo sát thực tế thì việc cắm biển ba cái biển trên tuyến đường Ngọc Hồi đấy, vì đấy là có đường giải phân cách giữa, việc cắm ba cái biển của Sở Giao thông là quy định đường một chiều là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên vì khoảng cách gần nhau như thế nhưng mà lại ở chỗ đấy là theo quy định của Luật Giao thông đường bộ thì các giải phân cách giữa có điểm mở đều phải có biển báo nhắc lại để thông báo cho người tham gia giao thông được biết. Qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi cùng đã phối hợp với phòng giao thông đô thị của sở và công ty công trình giao thông 2 qua nghiên cứu khảo sát như vậy thì thống nhất là vì là đang tuyến đường đang mở như vậy thì tạm thời để phục vụ cho việc thi công và phục vụ cho lái xe thì chúng tôi tạm thời là đây là nói tạm thời giữa cái tháo bớt một biển cuối cùng ra đấy, để cho lái xe khi di chuyển là sẽ đi vào cái hướng điểm cua một chiều ở trên cùng là hướng vào lối khu đô thị mới Tứ Hiệp. Còn riêng đoạn cây xăng 74 là cái điểm mở đấy thì sau này chúng tôi kiến nghị sẽ mở rộng tiếp cái đoạn cây xăng chỗ 74 điểm mở đấy ra để khi mà các xe vận tải công tơ chiều dài đi vào đấy nó có thuận lợi hơn cho cái điểm cua, cho nó dễ cua. Với như điều kiện một cái xe công tơ xe dài đi trước mà cua điểm đầu tiên thì các phương tiện xe đi sau sẽ rất khuất tầm nhìn, dẫn đến sự nhầm lẫn trong biển, họ sẽ đi thẳng chiều nó rất dễ là vượt qua biển. Thì qua khảo sát thực tế thì đơn vị cũng là phối hợp phòng triển khai ngay cái việc để tạm thời tháo biển ra và tôi cũng kiến nghị là cái việc tạm nâng cấp cái đường điểm rẽ và cái nối đầu tiên vì chỗ đấy cái điểm cua giữa hai làn đường họ chưa được nâng cấp, có cái điểm gồ gõ cho khó gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông.